Hello, chào mọi người, chào mọi người quay trở lại kênh vlog của mình. Thì trong cái buổi hôm nay mình sẽ cùng tìm hiểu video về chủ đề nghiên cứu marketing, và chúng ta sẽ sang với chủ đề chương 2, chúng ta sẽ xem vấn đề nghiên cứu marketing rõ hơn. Ok. Ok, chuyển hướng sang bên này. Đây, mọi người xem cái vấn đề của anh chị em.
các giai đoạn trong marketing thì mọi người có thể nhìn thấy trên đây. Thì đầu tiên chúng ta xác định vấn đề quản trị ấy. Triệu chứng ấy, symptoms là vấn đề quản trị marketing. Marketing management problem, doanh số sút giảm này, tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu giảm, mức độ thỏa mãn và mức độ trung thành của khách hàng giảm đi. Thì cần phải phân tích dữ kỹ hơn để dự đoán xem là cái gì dẫn đến hiện tượng như trên và kiểu tức vấn đề quản trị là gì ấy. Đó. Làm sao? Làm sao? Bận lắm, không thể nào mà làm cái gì được.
Đấy, cần phải làm gì là xác định vấn đề marketing này. Chuyển từ vấn đề marketing sang mục tiêu nguyên của marketing, xác định nhu cầu thông tin này, xác định thứ tự ưu tiên của thông tin, lập kế hoạch nghiên cứu và dự tính chi phí nghiên cứu, thí điểm nghiên cứu định tính. Làm thế nào thì nghiên cứu định lượng này, thiết kế dự án nghiên cứu này, thiết kế công cụ thu thập dữ liệu này, kiểm tra công cụ thu thập dữ liệu, phân tích và diễn giải. Tiếp theo là báo cáo kết quả để viết báo cáo thuyết trình trả lời câu hỏi. Yêu. Từ đã, từ. Đấy, thì phải triệu chứng của vấn đề, chủ của vấn đề marketing là doanh số giảm sút này, triệu chứng ấy là và vấn đề đấy, symptom và problem đấy, triệu chứng là biểu hiện ra ấy, còn vấn đề nó chúng ta biết là kiểu chúng ta gặp trouble cái gì ấy, thì đa số chúng ta thấy là vấn đề mà chưa phải là vấn đề, để cho vấn đề chưa vấn đề để mà chỉ là triệu chứng ấy đấy, triệu chứng là doanh số giảm sút thì vấn đề là đấy là gì. Marketing problem, vấn đề môi trường, vấn đề thị trường khách hàng này, nhóm khách hàng hiện tại có phù hợp hay không, khách hàng nào là tốt nhất với doanh nghiệp chúng ta, thì vấn đề sản phẩm là sản phẩm hiện tại được đánh giá như nào, vấn đề về chất lượng, tính năng, đặc điểm, kiểu dáng, thiết kế, mẫu mã, bao bì không, vấn đề về dịch vụ không, các tính năng của sản phẩm mới trông như thế nào. Tiếp theo
là vấn đề về giá thì giá bán hiện tại của sản phẩm hấp dẫn khách hàng không? Có tính năng, có tính cạnh tranh không? Liệu có nên giảm giá không? Nếu có thì nên là bao nhiêu? Vứt như thế rồi mà còn làm sao? Từ từ. Xuống bạn ơi, gọi báo, gọi báo đi. Gì? Vâng. Chờ mình chút nha mọi người. Bận rồi.
Ok. Các kiểu công việc cần phải làm để xác định rõ mục tiêu nghiên cứu ấy là thảo luận cái quyết định này, phỏng vấn chuyên gia, rất là nhiều hành động khác. Chờ mình chút nhé, mình phải xuống nha. Có việc. Bận.
xuống. Chúng ta tiếp tục nhé. Kệ đó. Nó kêu thế phải kêu cả ngày. Thì cái vấn đề trong câu hỏi mọi người xem ở đây. Thì vấn đề là cả nhà chị là kiểu đối mặt đặt câu hỏi quyết định các thứ ấy. Thông tin như thế nào? Rất là meo meo rồi. Con báo này không thèm nhìn con đi kìa.
Example problem definition. A department store project. Defining the problem. Dear, we have seen a jackalope in the patrolling of our store. How do you know that? Well, is it displayed in your sale and market sale? Why do you think that your patronage has jackalope? I wish I knew. What about competition? I suspect we are better than competition on some features and worse than them on other. How do customers view the store? I think most of them positively, although we may have a weak area or two. After a series of dialogue with them and other key managers, I need a second data and qualitative technique. The problem could be identified as follows. Manager decision problem and research object.
Thơm nhỉ?
khiếp hồn. Cảm ơn mọi người, hẹn mọi người trong buổi tiếp theo nhé, bye bye.